Mosasaurus, thế giới kỷ Jura vs Brachios, kỷ băng hà 4. Con nào sẽ thắng? Nội dung này được viết bởi bạn Đạt Xuân. 1. Mosasaurus. Mosasaurus là một quái vật phản diện phụ trong bộ phim phiêu lưu khoa học viễn tưởng Jurassic World năm 2015 và hai phần tiếp theo của Jurassic World năm 2018 và 2022. Mosasaurus cũng xuất hiện trong loạt phim Jurassic World Camp Cretaceous. Mosasaurus được InGen tạo ra dưới sự điều hành của Masrani Global Corporation cho công viên khủng long Jurassic World mới của họ và sống trong một hồ nước rộng 3 triệu gallon nằm gần Main Street, được biết đến với tên gọi Jurassic World Lagoon. Tại đó, du khách có thể xem cảnh nó ăn cá mập trong buổi triển lãm cho ăn của Mosasaurus. Trong phim Thế giới kỷ Jura, vào cuối trận chiến giữa Indominus Rex, khủng long bạo chúa Resty và Blue của công viên, Mosasaurus xuất hiện từ hồ và trồm lên ngoạm lấy Indominus, kéo con khủng long lai xuống đáy đầm để làm bữa tối cho mình. Nhờ đó nó đã cứu công viên trong quá trình này. Trong Jurassic World Fallen Kingdom, nó đã trốn thoát ra ngoài biển khơi. Vào năm 2022, cục động vật hoang dã thời tiền sử đã xác nhận việc nhìn thấy Mosasaurus ở một nơi nào đó trên Thái Bình Dương, nơi nó hợp tác với một bầy cá voi sát thủ để nhắm vào cá mập trắng lớn. Mosasaurus còn được nhìn thấy đang hòa mình một cách hòa bình với một đàn cá voi lưng gù ở cuối phim. 2. Brachios. Brachios mang hình dáng của một loài cá voi nổi tiếng có tên khoa học là Leviathan Melvillei. Nó còn được biết đến như một con thú cưng của một con lười đất là Granny. Về tiểu sử, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, một con lười đất già tên là Granny đã nhận Brachios làm thú cưng. Mặc dù gia đình bà không biết rằng Precious vẫn còn sống và nghĩ rằng bà đã già khi nhắc đến Precious. Gia đình của bà, cụ thể là đứa cháu trai Marshall, đã nói rằng bà đã hóa điên khi nói về con thú cưng đã chết. Nhưng Precious còn sống và ở trong đại dương, nơi con cá voi phát triển đến kích thước khổng lồ. Precious mang ngoại hình của loài cá voi Leviathan Melvillei khổng lồ. Ngay cả đối với một con cá voi, Precious vô cùng to lớn và là thú cưng yêu quý của Granny, người luôn ném thức ăn xuống biển khi bà ở gần nó để Precious có thể ăn. Precious trung thành với Granny đến mức Granny có thể bước vào miệng con cá voi và chỉ huy nó như một con tàu. Kích thước khổng lồ của Precious có lẽ là đặc điểm nổi bật hơn của nó. Cái miệng nó với những hàng răng khổng lồ đủ lớn để chứa một con vật có kích thước như voi ma mút. Precious cũng có thể sử dụng lỗ phun nước của mình để bắn ra những tia nước nhằm đánh bật mọi mối đe dọa. Granny và Sid đã phải đối mặt với một con tàu băng có tên là Sweet Revenge, được lái bởi hai con thú tự xưng là cướp biển. Granny gọi Precious khiến nó trồi lên khỏi mặt nước, khiến những tên cướp biển sợ hãi bỏ chạy. Precious há miệng và lè lưỡi, đưa cả Granny và Sid vào trong miệng. Sau đó Precious đã sử dụng lỗ thổi của mình để thổi nước vào hầu hết những tên cướp biển, đẩy chúng ra khỏi tàu và loại bỏ chúng khỏi cuộc chiến. Sau khi những tên cướp biển bị đánh bại, Precious đã giúp những con thú bị mất nhà cửa khi lục địa tan rã tìm nơi sinh sống mới, để tảng băng mà chúng đang sử dụng làm con tàu. Khi công việc của nó đã hoàn thành, Precious chào tạm biệt Granny, xịt một hơi thân thiện từ lỗ phun nước của nó. 3. Phân tích trận chiến. Ngoài việc theo dõi trận chiến giả tưởng giữa hai đấu thủ ngày hôm nay, các bạn cũng có thể sắm cho mình một chiếc áo Godzilla hoặc khủng long tại trang aogodzilla.com của mình. Ngạc nhiên chưa? Về kích thước, cả Mosasaurus và Precious đều có kích thước vượt xa những phiên bản của chúng trong thực tế. Đầu tiên mình khẳng định Mosasaurus thật sự không dài tận 65-70m như lời đồn đâu, vì trong Jurassic World Dominion nó chỉ dài bằng hai con cá voi lưng gù cộng lại. Việc nó quá to lớn trong phần 2 có thể là do lỗi logic của phim. Mình không rõ kích thước của Mosasaurus có thể dài đến bao nhiêu, nhưng có thông tin cho rằng cá thể Mosasaurus trong Jurassic World dài 36,6m. Kích thước của Mosasaurus khi lên màn ảnh thậm chí còn dài gấp 3 lần những con Mosasaurus thực tế, khi cá thể lớn nhất chỉ dài khoảng 12,75m. Precious cũng được phóng đại không kém gì Mosasaurus. Nó cũng to hơn nhiều so với phiên bản Leviathan thực tế, khi cá thể lớn nhất chỉ dài 15,4m mà thôi. Hiện tại mình cũng không rõ Precious có thể dài đến bao nhiêu, nhưng có thông tin cho rằng Precious dài đến 37m. Dù Precious dài hơn một xíu, nhưng phần thân của nó đô hơn rất nhiều so với cơ thể thuôn dài của Mosasaurus, nên Precious sẽ hơn ở mặt này. Về tốc độ,
Mosasaurus có thể bơi nhanh đến mức bắt kịp một chiếc trực thăng, có tốc độ radon nhanh đến mức có thể lao lên và cắn một con Indominus Rex một cách nhanh chóng. Precious cũng nhanh không kém gì Mosasaurus khi nó có thể bắt tốc độ rơi của một con vật. Cụ thể là nó nhảy lên khỏi mặt nước và đỡ lấy Manny một cách chính xác trong khi anh đang bị rơi từ trên cao xuống. Cả hai không thể hiện gì nhiều về tốc độ nên sẽ rất khó để nói con nào nhanh hơn. Ở tiêu chí này mình tạm cho hòa nhau. Về sức mạnh, Mosasaurus có thể kéo lật cả một con tàu, có thể lôi một con Indominus Rex nặng 8 tấn xuống nước một cách dễ dàng. Precious có thể đỡ lấy một con voi mammoth nặng 11 tấn vào trong miệng một cách chính xác và nhanh chóng. Có thể đẩy cả một tảng băng khổng lồ lớn hơn cả nó đi một đoạn đường cực dài. Theo mình ở mặt này thì Precious khỏe hơn vì con Mosasaurus phải mất một khoảng thời gian ngắn mới có thể lôi được con Indominus Rex xuống nước. Con Precious thì đỡ lấy Manny rồi sau đó lao xuống nước mà không hề tốn thời gian. Indominus Rex trong Jurassic World cùng lắm là 8 tấn thôi, còn Manny thì nặng đến 11 tấn lận. Về khả năng chịu đòn, về mặt này hai đối thủ của chúng ta gần như không có tí đất diễn nào để thể hiện sự trâu bò của chúng. Tuy nhiên theo mình thì mình đánh giá cao khả năng chịu đòn của Precious hơn Mosasaurus. Thứ nhất, dù cả hai có chiều dài tương đương nhau, nhưng Precious lại có cơ thể đô hơn rất nhiều nên khả năng chịu đòn chắc hẳn sẽ tốt hơn. Thứ hai, những loài động vật trong Ice Age đều dựa trên feed của phim hoạt hình, nên phần sức mạnh chúng sẽ được búp lố hơn so với những loài động vật trong Jurassic World. Feed tanh đòn của Rudy là một ví dụ điển hình. Dựa vào những gì thể hiện thì Rudy có độ bền vượt xa bất kỳ con khủng long nào trong Jurassic World. Vậy nên khả năng rất cao là độ bền của Precious cũng được búp lố tương tự Rudy, nên mình cho rằng Precious có độ bền tốt hơn Mosasaurus. Về bộ hàm, Mosasaurus có lực cắn lên đến 15 tấn. Nó có thể cắn cho con Indominus Rex ngộp thở, cắn chết một con Pterosaur và người phụ nữ một cách dễ dàng, xé xác một con cá mập dài 2,5 mét. Precious gần như không thể hiện gì về sức mạnh bộ hàm ngoài việc chứa Manny, Sid và Granny. Tuy nhiên thì so với hàm của Mosa thì hàm của Precious lớn hơn rất nhiều. Theo mình thấy thì hàm của nó có thể chứa từ 4 đến 5 con voi mammoth lận, nên sát thương diện rộng hàm của Precious sẽ rộng hơn nhiều so với Mosasaurus. Dù Precious có hàm to hơn nhưng Mosa lại thể hiện được nhiều về bộ hàm hơn, nên mình cho rằng Mosa hơn ở mặt này. Đơn giản là vì Precious thể hiện sức mạnh hàm của nó quá ít. Về trí thông minh, Mosasaurus không thể hiện gì nhiều về trí thông minh, nhưng nó cũng khá là khôn ngoan trong việc chờ đợi con Indominus Rex đứng sát hồ nước rồi lao lên tấn công chớp nhoáng. Tuy nhiên theo mình thấy Precious tỏ ra trội hơn khá nhiều về mặt này. Nó rất trung thành với Granny và thậm chí nó còn thông minh đến mức hiểu được những gì Granny nói. Như vậy Precious thông minh hơn. Về số lượng vũ khí, Mosa có bộ hàm dài và mạnh mẽ nhưng đáng tiếc là nó không có thêm vũ khí nào nữa. Còn Precious dù chưa thể hiện nhiều nhưng mình cho rằng nó hoàn toàn có thể dùng hàm để cắn, dùng đầu để hút và dùng đuôi để quật đối phương, tương tự cái cách mà những con cá voi Leviathan thường làm. Tổng kết, ta có 7 tiêu chí, Mosasaurus ăn 1 tiêu chí, Precious ăn 5 tiêu chí, 1 tiêu chí là ngang nhau. Tính công bằng thì tỷ lệ thắng của Precious là 70% và Mosasaurus là 30%. Lưu ý đây là mình đang xét cá thể Mosasaurus trong loạt phim Jurassic World, tức là bao gồm cả Jurassic World Fallen Kingdom và Jurassic World Dominion, và cá thể Leviathan trong Ice Age 4, chứ không phải là Mosasaurus và Leviathan thực tế. Theo mình thì tỷ lệ thắng của Leviathan sẽ còn cao hơn nữa nếu xét theo phiên bản thực tế. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào clip tiếp theo.